Hello anh em, hôm nay là thứ ba mà khách đông quá, sáng giờ chưa ăn uống luôn. Giờ là 1 giờ chiều rồi. Được hai anh khách rất là dễ thương ở Vĩnh Long qua ủng hộ. Sáng giờ được rất là nhiều anh em qua ủng hộ anh em. Nhưng mà hai anh khách này anh đợi mình, anh ăn cơm, đợi mình từ hồi 10 giờ tới giờ. Anh xem Everest rồi xem Karen. Thấy đợi lâu quá, hôm bất mười mấy triệu luôn anh em. Ủa? À đúng rồi, Everest bất 15 triệu luôn. Tại anh quá dễ thương. Nói chung là khách nào dễ thương là bớt à. Dễ thương không? Anh trai lên TikTok luôn. Không, quá dễ thương không? Bớt cho 8 triệu liền luôn. Đó. Ở Vĩnh Long á. Vĩnh Long nhớ qua ủng hộ quán ba nha. Ăn hủ. Nhớ qua ủng hộ quán ba nha. Có đi qua rồi. Đó, rất là dễ thương. Cho nên xe này mình chưa có quay chi tiết lên YouTube luôn anh em. Chưa có quay chi tiết luôn, mới nhá nhá lên nè. Một chủ 2012. Xe thì bên em hành rất là đông. Mình thì có rất là nhiều bãi xe, anh em có thể đến đây lựa. Nếu mà lựa không có anh em mình nói em tiếng, em sẽ dẫn lại tới chỗ bãi khác để lựa nữa. Rất là nhiều xe nha anh chị nha, từ 100 cho đến là 500-600 triệu, rất là nhiều. Tha hồ lựa, tha hồ lấy thử đó. Xe này bán là bao xài luôn á. Nissan Green còn nhiều luôn á anh. Condo cũng còn nữa, quá trời luôn. Ngập tràn ô tô cho nên mình lựa luôn không. Nơi giao lưu và trao đổi mua bán với bà con đó. Bên bãi bên kia cũng để mấy chiếc bên kia nữa nè không đó. Có xem là cô bớt, có chạy thử là cô bớt anh chị nha. Khách đông đến nỗi mà không có thời gian ăn cơm đi hết tóc luôn. Chiều nay chắc phải trốn khách đi hết tóc mới được. Cảm ơn em nha.